Thưa quý vị và các bạn, theo quy định Nghị định số 69 năm 2024 của Chính phủ, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tổ chức cá nhân chỉ sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, trong tuần đầu thực hiện quy định mới này, khi công dân đến làm việc đã được cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng tài khoản VNEID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi. Trước đây, khi công dân đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sẽ sử dụng tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc tài khoản VNEID do Bộ Công an cung cấp. Tuy nhiên, theo quy định mới, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã dừng hoạt động và người dân chỉ có thể dùng duy nhất tài khoản định danh điện tử VNEID để đăng nhập. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 800 đến 900 lượt cá nhân và đại diện tổ chức đến làm việc. Theo thống kê từ trung tâm, hầu hết công dân đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều đã có tài khoản VNEID. Song một số người do ít dùng nên quên mật khẩu hoặc chưa thành thạo các thao tác sử dụng. Chính vì vậy, trung tâm đã bố trí một khu vực riêng có cán bộ hướng dẫn hỗ trợ công dân đăng nhập tài khoản VNEID. Cái định danh VNEID mà công an người ta cài cho anh ấy, thì anh có nhớ mật khẩu không? Nếu anh không nhớ mật khẩu thì bọn em sẽ hỗ trợ anh lấy lại mật khẩu nhá. Đây, anh ấn vào định danh này, thì áp định danh lên này. Sau đó này, anh ấn vào chữ quên mật khẩu, anh đánh số căn cước ở trên cho em và số điện thoại ở dưới. Khi người dân đã đăng nhập được tài khoản VNEID và sẵn sàng sử dụng, sẽ giúp tiết kiệm thời gian giao dịch để nhanh quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại các bộ phận tiếp nhận. Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai 12 tiện ích trên VNEID và tích hợp nhiều giấy tờ trong tài khoản như căn cước công dân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, bằng lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, với việc chỉ sử dụng VNEID, người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi quản lý thông tin cá nhân đồng bộ trên tài khoản duy nhất. Khi tôi đến đây làm dịch vụ công ấy, thì sử dụng tài khoản VNEID, tôi thấy là vừa chính xác, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Bởi vì ở trong đấy là đã tích hợp hết những thông tin cá nhân của tôi, nên là giúp cho tôi trong cái quá trình làm việc được nhanh gọn hơn. Trong thời gian tới thì trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân qua nhiều các cách thức như là đăng tải các thông tin lên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo của trung tâm, phối hợp với đài truyền hình, phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí là phát các cái tin bài liên quan đến sử dụng tài khoản, thì qua đó là sẽ đảm bảo được cho công dân là sẽ sử dụng cái tài khoản VNEID thiết thực có hiệu quả. Với việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNEID trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ đảm bảo đúng người, đúng thông tin, dữ liệu sẽ dễ dàng liên thông giữa các hệ thống. Đây cũng là bước tiến mới trong việc hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính phủ số của Việt Nam.